Shop Lợi Slingshot xin chào tất cả các bác đam mê ná cao su nhé. Ngày hôm nay em lại bày để cho các bác một số cái mẫu ná mới về rất là đẹp nhá, và giá thì tuyệt vời nhá, giá thì cũng rất là hợp lý đấy. Những cái mẫu ná em giới thiệu ở trên đây cho các bác trong video này là chất liệu là ở chỗ em đang quay đây là chất liệu inox hết các bác nhá. Tất cả các cái ná trên đây đều là chất liệu inox và được cắt CNC các bác nhá, đều được cắt CNC đó. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một số cái mẫu ná được cắt CNC nó rất là đẹp và được lượn đầu trạc đấy, nhưng mà nó cắt rất đẹp nha, nhưng mà giá rất rẻ đó. Cắt CNC thì thường thì nó phân làm hai dạng, đó là cắt CNC dây và cắt laser các bác nhá, nhưng mà đều gọi chung là cắt CNC đấy, đều từ cái inox nguyên khối và người ta sẽ dùng máy CNC người ta cắt ra đấy, các bác hiểu đơn giản như vậy đấy, chứ nó không có vấn đề gì cả. Còn những ná này thì được gia công nói chung là sơ bộ đấy, được sơ gia công sơ bộ nhưng cũng rất là đẹp rồi các bác nhá, rất là đẹp đó. Nếu mà các bác cầm còn cảm thấy mà chưa thoải mái tay thì các bác có thể mua thêm những cái vòng cao su chống trơn nhá, những vòng cao su chống trơn để đeo vào, những vòng cao su chống đau tay đó. Thì tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác về cái vòng cao su chống đau tay đấy, ở video trước thì em đã giới thiệu rồi, chắc bác nào cũng biết nhá, còn nếu không thì các bác vào hỏi. Nó là những cái vòng cao su xanh đỏ tím vàng để các bác đeo vào đây là êm, hoặc về các bác cuốn vải vào là êm nhá, hoặc các bác có thể yêu cầu bên em bo mài, bên em bo mài thủ công cho các bác bao đỉnh luôn nhá, cầm là thoải mái đó. Nếu mà bác nào yêu cầu bo mài thì em bo mài cho chuẩn chỉnh và khắc tên thì các bác miễn phí nhá, Shop Lợi khắc tên miễn phí đấy, lên vân chống đồng đầy đủ hết đó. Những mẫu ná ở đây rất là đẹp nhá, trong chủ đề hôm nay đấy, đấy cho các bác xem nhá. Giá nói chung là mềm có, cao có, nhưng mà cũng không quá cao, dưới 200 đổ lại, từ 60 cho đến 200 nhá. Đó, hôm nay các mẫu giá inox ở đây sẽ từ 60 cho đến 200 đó. Đấy, chiếu sơ qua một vòng cho các bác xem. Thì số điện thoại của shop thì em sẽ để trên tiêu đề của video và ở dưới phần bình luận em sẽ ghim vào đó. Thời gian làm việc thì của shop thì đa số là giờ hành chính các bác nhá, các bác lưu ý nhá. Giờ hành chính từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Đấy. Giờ giấc ăn cơm trưa ấy thì bên em có nghỉ ăn cơm trưa, nhân viên có nghỉ ăn cơm trưa. Và giấc chiều tắm giặt thì đa số là nghỉ. Buổi tối thì có lúc em trực, có lúc không trực nhá. Có gì thì các bác cứ inbox vào Zalo giúp em, hay là nhắn tin vào trong Zalo nhá, hoặc là tin nhắn điện thoại đấy. Nếu các bác gọi không được vào những giờ cao điểm thì các bác vui lòng liên hệ lại giờ hành chính giúp em nhé. Giờ hành chính thì em mới nhờ nhân viên trực được đấy, chứ còn không có ai trực cho mình 24/24 được các bác nhé, không ai trực 24/24 đấy, các bác thông cảm đó. Giới thiệu ở trong cái loạt ná này thì chỉ có một cái ná mặt hổ này duy nhất là nó là nhôm 6061 ngày xưa thôi nhá. Đó, cái mẫu này thì em đang xả là 110.000 trên một cái nhá. Mẫu ná này là CNC Việt Nam đấy. Cái mẫu ná này là các bác lưu ý là nhôm 6061 nhá, hợp kim nhôm nhá, đó rất là cứng cáp nhá, bác nào sưu tập thì sưu tập đó. Được cắt CNC Việt Nam và được phay cái hình mặt hổ này đấy, đó, như này. Mẫu là mẫu ngày xưa, bác nào thích sưu tập, thích bắn cái mẫu này chạc 7.5 thì các bác sưu tập nhé. Có 110.000 thôi các bác nhé, 110.000. Giá em thông báo ở trên video là giá chưa phí ship các bác nhé, giá chưa phí ship đấy. Đó, chỉ có mẫu ná này thôi, thì giờ em sẽ bỏ riêng cái mặt hổ 3D này ra nhé, để các bác đỡ nhầm lẫn nhé, mất công các bác theo dõi nhé. Rồi, ngoài cái ná mặt hổ 3D này còn lại toàn bộ ở đây là đều là inox hết nhé. Đây, em giới thiệu từ rẻ nhất cho đến cao hơn chút. Đây, cái mẫu này là mẫu ná inox nhá, cắt CNC hình con rơi này. Mẫu này cũng là mẫu cỏ đấy. Mẫu chạc gài và cột được. Đấy, có cái khe này để các bác cột được này. Đó. Mẫu này về các bác bo elip đi một chút xíu. Đấy. Bo cái đầu này về elip để các bác cột và các bác bắn full thì thôi rồi, đừng hỏi nhá. Rất tuyệt. Đấy. Có bao nhiêu các bác? 60.000. Đấy, 60.000 một cây này nhá. Nhưng các bác lưu ý là cái cây 60.000 này thì em không có tặng kèm bất cứ thứ gì hết, bởi vì giá là giá xả hàng. Đấy. Giá xả hàng nhá. Đây giá xả hàng. Đó, một cây Batman. Về các bác có thể tự bo mài theo ý các bác, có 60.000 thôi. Rẻ giống như kiểu là các bác mua ná nhựa và cái mấy cái ná hợp kim bình thường trên thị trường thôi nhá.
Nhưng mà cái ná này thì là chất liệu inox, cầm rất là nặng tay, đầm tay. Có 60 ngàn các bác nhá, không đâu mua được cái ná inox cắt CNC mà 60 ngàn đấy. Đó. Rồi, em qua giới thiệu tiếp cho các bác. Đây là cái mẫu ná giọt lệ nhá. Giọt lệ này huy hoàng một thời đây. Một thời là hot đấy. Ngày trước là người ta bán vài trăm ngàn đấy. Vài trăm ngàn, nhưng mà cái ná này rất là ok nhá. Chất liệu inox 304 đấy. Đó, rất là cứng cáp như này ha. Rất là cứng cáp, nó chỉ có cái con ốc này là bằng thép thôi nha các bác nhá. Các bác lưu ý là cái con ốc này bằng thép. Đó. Con ốc này bằng thép. Đây. Đó. Để lâu thì nó cũng có những cái đốm đốm đen đen đây. Về các bác lấy nhám mịn, các bác trà sơ qua phát là ngon lành cành đào nhá. Đấy, những mẫu này thì để lâu rồi thì nó cũng có một chút cái vẩy đen đen. Thì về mình lấy dây nhám mịn thì mình vuốt qua sơ là nó đẹp trở lại nhá. Đấy. Thì cái mẫu ná này mẫu ná giọt lệ này ấy, thì em sẽ xả hàng với giá là 80 ngàn nhá. 80 ngàn. Đây. 80 ngàn đồng các bác nhá. 80 ngàn đồng trên cái này. Cũng không kèm phụ kiện gì hết. Các bác lưu ý nhá. Có hai mẫu ná là Batman này này. Đấy, Batman này. Rơi đấy. Ná này gọi là ná rơi nhá. Các bác gọi là ná rơi đi, đỡ nhầm với ná nhôm Batman. Ná rơi nhá. Rơi inox 60. Và giọt lệ này là 80 ngàn. Đấy, riêng hai cái này là em không tặng kèm phụ kiện gì hết. 60 và 80 ngàn. Đó. Rất là rẻ rồi. Đó. Quá thơm kèo nha các bác nhá. Bán lẻ. Có vậy thôi. Đấy, các bác nào chốt thì chốt vào nhá. Ai chưa có thì về sưu tập. Đấy, rất đơn giản thôi. Còn những mẫu ná này thì em sẽ giới thiệu cho các bác những cái mẫu ná hot hòn hòt ở đây. Đây. Hot hòn hòt này, mới về này. Các bác nhìn thấy không? Có lượn đầu trạc đàng hoàng luôn nhá. Lượn đầu trạc đấy, sáng đẹp cực kỳ luôn. Đó. A7 VIP này cũng có lượn đầu trạc này. Các bác để em giới thiệu cho. Đấy, ui dồi ôi, mấy mẫu này đẹp quá. Mới về đẹp, ui dồi ôi, sáng long lanh như thế này. Đấy. Đấy các bác nhìn thấy không? Ui dồi ôi. Đó. Quá đã luôn. Quá tuyệt. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác những cái mẫu ná hot hòn hòt này. Hot hòn hòt, quá hot luôn. Nhưng mà thôi, từ thấp đến cao nhá các bác nhá. Từ thấp đến cao, các bác chịu khó theo dõi video. Đừng quên nhấn like cho shop nhá. Nhấn like, một đăng ký kênh ở góc video các bác nhá. Góc bên phải này này, phía dưới có cái nút đăng ký và cái nút chuông thông báo. Các bác nhắn vào về những cái mẫu mới, em sẽ cho các bác cái giá rẻ nhá. Và đẹp cực kỳ luôn. Đó. Đây là A7 ngôi sao và UFO. Đồng giá chắc 7. Đồng giá 100 ngàn nhá. 100 ngàn chất liệu inox. Chắc 7 các bác nhá. Đó, A7 ngôi sao này, UFO. Chắc 7. Có 100 ngàn thôi, tặng kèm phụ kiện vít vặn và hai bộ dây nhá. Đấy, cái ná nào ở trên đây còn lại ở trên đây em đều tặng kèm hai bộ dây và vít vặn các bác nhá. Đó. 100 ngàn. Các bác nào chốt thì các bác nhắn vào số Zalo 0902980193. 0902980193 ở trên tiêu đề video các bác nhá. Em để trên tiêu đề video. Ok. Rồi. Xong. Mẫu đấy rồi. Em lại tiếp tục đến mẫu này là Ưng Vương V1. Ưng Vương V1 này thì cũng rất là đẹp nhá các bác nhá. Rất là đẹp. Cái mẫu này thì cái ná này thì nó hơi bị bẩn bẩn đây tí, em chưa kịp lau thì em sẽ lấy cho các bác những cái mẫu đẹp, yên tâm nhá. Không lấy mấy cái mẫu mà nó bị đen đen này đâu. Đấy. Mua ná bên em yên tâm, em chọn cho các bác những cái mẫu ná đẹp nhất có thể, tuy rằng là rẻ nhưng mà cũng đẹp nhất có thể nhá. Mẫu này 100 ngàn, Ưng Vương V1 này bán rất ngon nhá. Ưng Vương V1 này bán rất ngon, lựa cho bác cái đẹp, yên tâm. 100 ngàn tặng 2 dây nhá. Và vít vặn chạc 7.5. Đấy, chạc 7.5 rất rẻ nhá. Đó, ok. Rồi các bác chốt liên hệ vào số điện thoại ở trên tiêu đề video nhá. Hoặc là dưới phần bình luận. Đó, các bác có thắc mắc gì thì bình luận vào giúp em. Thì em sẽ trả lời bình luận cho các bác dưới phần bình luận nhá. Đây. Hero các bác nhá. Hero này 120 ngàn thôi, chạc 7.5. Cũng rất là tuyệt, Hero này rất tuyệt nha. Đó, quay cho các bác này, dày dặn, chất liệu inox. Chạc 7.5 giá 120 ngàn đồng, tặng kèm hai bộ dây và vít vặn. Ok, xong con Hero. Các bác chốt liên hệ vào số điện thoại trên tiêu đề.
Đây là ná gì? Cá mập Sonic à. Sonic gì đây? Đây đây đây. Đó, nó có cái chữ này này. Đấy. Là cá mập các bác nhá. Cá mập này rất đẹp, chặt bảy. 150.000. 150.000 các bác nhá. 150.000. À, tặng kèm hai bộ dây và vít vặn rất đẹp, các bác có thể sưu tập nhá. Các bác có thể sưu tập. Đó. Đây, ok nhá. Đó. Các bác chốt, các bác liên hệ vào giúp em nhá. Ai chưa hiểu gì thì bình luận. Đấy, ngoài ra còn rất nhiều để em xếp lại cái. Ui giời ơi, đây. Đẹp quá. Đó. Đầy đủ hết ở đây nhá. Rồi tới cái ná A7 VIP này đi. A7 VIP này VIP VIP luôn. Rất là đẹp. Đó. Cầm rất là ngon luôn nhá. À, giá có 150.000 thôi các bác. 150.000. Đấy. À, ok nhá. Tặng kèm hai bộ dây và vít vặn 150.000. Đấy. Ok, xong rồi. Bây giờ còn toàn lại mẫu đẹp thôi. Mẫu ở đây thì toàn là mẫu hit, mẫu hot. Đây, ở trên đây bây giờ là em sẽ để dành thời gian cho cái mấy cái mẫu này. Cái mẫu này rất đẹp nhá. Ở đây, bắt đầu từ góc này đi. Đây. Các bác lưu ý nhá, em sẽ chọn cho các bác những cái mẫu ná nó đẹp nhất có thể để em gửi cho các bác ha. À, còn những cái cây nào mà nó hơi ố ố thì em sẽ đem ra em bo mài em đánh luôn nhá. Yên tâm, em biết bo biết đánh nên vậy. Những cây nào đẹp thì đẹp nhất ở trong lô thì em mới ship bán cho các bác ha. Không bán cho các bác ná quá quá sứt mẻ, quá chảy xước nhá. Đấy. Mà sẽ chọn cho các bác những ná đẹp tương đối. Tất nhiên là các bác yêu cầu mà nó đẹp giống như kiểu mà mình gia công ấy thì nó không thể so sánh được, nhưng mà em sẽ chọn đẹp tương đối, các bác hiểu không? Sẽ đẹp tương đối đấy. Long phụng đây, long này, phụng này ha. Cái mẫu này cắt xin xì cực đẹp. 150.000 chặt 7 các bác nhá. 150.000 chặt 7. Mẫu này cắt xin xì cực đẹp đấy, cắt y như ná Việt Nam, không khác gì, nó là cắt dây các bác nhá. Cắt dây không khác gì, cực đẹp đấy. Đó là cắt dây cực đẹp đấy. Rồi 150.000. Cái mẫu ná cá mập Sonic này cũng vậy các bác nhá, cũng cắt dây nhá. Hai mặt cực đẹp. Đó, rất đẹp nhá. 150.000. Còn đây là mẫu Ưng Vương V4 à. Ưng Vương V4 này cũng rất đẹp các bác nhá, rất đẹp. Chạc 7.5 150.000 thôi. Ui giời rẻ thế. 150.000 tặng kèm hai bộ dây và vít vặn các bác nhá. Đấy. Ui, rất đẹp. Các bác chốt thì cứ chốt đi, tất cả những ná trên đây đều ok hết. Còn ná này à, mặt hổ các bác. À, cái này em gọi là cọp nhá, ná cọp. Đấy, có cái hình đầu cọp này cắt xin xi dây. Ồ, rất là sắc nét và rất là đẹp các bác nhá, rất là sắc nét, rất là đẹp. Các bác yên tâm đi, em cho các bác xem ở đây là một số cái ná mà ở bên Trung Quốc về thì các bác lưu ý rằng là nó sẽ có những vết ố như này. Đấy, các bác thấy không? Có những vết ố như này nhưng mà em sẽ không ship cho các bác những cái ná vết ố này đâu. Trước hết, trước khi gửi em cũng phải lau cho các bác bóng bẩy nhá. Không sứt, không mẻ gì nhiều. Đấy. Chảy xước thì ít thôi. Chảy xước thì chắc chắn là không thể mà hết chảy xước được. Nếu các bác yêu cầu mà đánh thì nó mới hết được. Còn nó cũng tương đối đẹp nhá. Các bác nhìn này, em quay kỹ cho các bác này. Tương đối là đẹp ha. Những vết ố này các bác lau đi. Cái cọp này 170.000 nhá. 170.000. Tặng kèm hai bộ dây và vít vặn. Đấy. Cứ có sao nói vậy đi cho nó dễ. Đấy, chứ mất công là quay video úm bà la nó đẹp quá này, mất công là tới nơi nó không đẹp được như ý thì lại nhiều bác lại hiểu nhầm, bởi vì cái giá này các bác phải biết rằng là giá quá rẻ rồi. Giá nó rẻ quá. Nên vậy ngày trước mà chưa có những cái mẫu ná này ở bên Trung Quốc người ta sản xuất, người ta cắt CNC cho các bác ấy, thì những mẫu này ở Việt Nam người ta cắt thì các bác cứ phải xác định là cái là 700.000, 800.000 nhá. Cứ xác định là 700-800.000. Còn bây giờ các bác mua có bao nhiêu? 100 bao nhiêu? 150 đến 170 đúng không? Đây ná này Long Thần nhá, cắt dây CNC cắt như ná Việt Nam. Đấy. Ui giời, cắt này thì em quay cho này, sắc nét cực kỳ luôn này. Đấy, cái đầu Long Thần này. Ui giời, đấy, đẹp chưa? Nhá, quá đẹp luôn. Đấy, hình gọi là hình long trạc, hình bán nguyệt này, nửa vầng trăng cô đơn nhá. Đấy. Rất là đỉnh, đẹp luôn.
Giá có 170.000 thôi, Long Thần nhá. Long Thần cực đẹp, các bác chốt vào đi. Cái này em nói là cắt CNC cực đẹp rồi, không có việc gì phải chê hết. Em giới thiệu kỹ cho các bác luôn là cắt dây, là nói là cắt dây nhá. Rồi 170.000. Đó. Đấy, Long Thần em quay cho các bác cây nào ra cây đấy, như cây nào ra cây đấy, em bỏ ra ngoài nó đẹp lắm, cây nào đẹp đẹp rất đều ha. Tiếp theo một cái thể loại mà nửa vầng trăng nữa. Đấy, đầu châu bán nguyệt. Đấy, châu này. Đầu châu bán nguyệt. Đó, cắt rất đẹp các bác nhá, cắt xin xi dây nhá, y như lá Việt Nam luôn ha, không khác gì. Cái này chặt 7 nhá, Long Thần lại chặt 7.5 ha. Long Thần lại chặt 7.5 ở đây. Đấy. Chưa nói, quên chưa nói, Long Thần chặt 7.5. Còn châu bán nguyệt này chặt 7 có 150.000 thôi nhá, chặt 7 thì giá thấp hơn. Chặt 7 thấp hơn, ít người chơi, giá thấp hơn, 150.000 thấp hơn hẳn 20.000. Ê, quá thấp. Tặng kèm hai bộ dây và vít vặn các bác nhá. Độ đẹp rất đều nhá. Cái nào như cái đấy, quay cho các bác xem này. Đấy. Chất lừ luôn ha. Giới thiệu cho các bác thế nào gọi là cắt dây. Đấy. Cái này ngựa thiên thần à? Ngựa thiên thần, có một con ngựa đây. Đó, ngựa thiên thần này cắt xin xi dây luôn, cực đẹp con ngựa thiên thần nhá. Hai mặt cho các bác này. Cắt ngựa thiên thần nhá. Cực đẹp, chặt 7.5. Cái này bo mài nên y như lá Việt Nam luôn, đẹp cực kỳ. Chất liệu inox. 170.000, chặt 7.5. Ôi quá đẹp nhá. À, tuyệt vời mà quá rẻ. Không thể nào rẻ hơn. Đấy. Các bác vào chốt, chốt luôn đi không phải lo, em lựa cho lá đẹp tương đối, gọi là nói chung là đẹp nhất trong lô các bác nhá. Các bác hiểu đơn giản vậy. Đấy. Mẫu nào giới thiệu rồi thì bỏ ra. Đấy. Đây cái mẫu này thì nó có cái hình mặt quỷ đây này. Đấy, nhìn nó cắt hình mặt quỷ đây mà em chả biết gọi nó là cái gì thôi. Em gọi nó là, bên em gọi nó là, đây ở đây nó có cái hình bánh xe này nữa. Thì em gọi nó là quỷ xe tăng nhá. Mẫu quỷ xe tăng chặt 7 này có lượn đầu chạc các bác ạ. Có lượn đầu chạc ha, chặt 7 rất đẹp luôn ha. Ôi bác nào chơi chặt 7 thì cầm vào, cảm giác rất sướng nhá. Rất là đã luôn. À, quỷ xe tăng lượn đầu chạc chặt 7 này. Chạc 7 này em bán cho các bác 170.000 thôi. Đấy. Có lượt đầu chạc luôn chỉ 170.000, tặng kèm hai bộ dây. Đây, quay cho các bác 4 cây để các bác biết là độ đẹp tương đối, tương đồng nhau lắm, đẹp lắm luôn nhá. Cắt thì cũng cực đẹp luôn, cắt đẹp lắm. Đấy, cái này cắt khá đẹp. Em thấy cắt khá đẹp. Không có nhiều ba vía đâu. Cắt rất nét, cũng nét đấy. Như thế là cũng đỉnh rồi. Rồi ok các bác, 170.000 lượn đầu chạc, 170.000 lượn đầu chạc quá là rẻ đây. A7 VIP lượn đầu chạc luôn. Đấy. A7 VIP này cắt cũng tương đối các bác nhá, tương đối. Cái mặt sau của nó thì nó không được đẹp lắm bởi vì cái thằng này là cắt laser. Đấy, cắt laser em nói luôn là cắt laser này. Đấy. A7 VIP này do cái mặt sau nó hơi mất điểm tí nhưng mà cũng ngon, quá ngon rồi. Đấy, so với những cái lá trên thị trường A7 VIP của Việt Nam là 800.000 đến 700.000 thì cái này 170.000 thì nó bằng bao nhiêu? Nó chỉ bằng 1/4 à, 1/4 giá. Ui, 1/4 giá thì chấp nhận được các bác. Cái giá này quá chấp nhận luôn chứ không phải gọi là chấp nhận được nhá. Đấy, A7 VIP lượn đầu chạc nhá, chạc 7.5 170. Đồng giá với lại quỷ sa tăng của chạc 7 này. Đó. Thằng quỷ sa tăng này đẹp hơn chút xíu nhưng mà nó là chặt 7. Đấy, bác nào chơi chặt 7 thì quất ngay thằng quỷ sa tăng này về nhá, mẫu mới. Còn bác nào chơi 7.5 thì quất luôn cái thằng A7 VIP này, rất nổi tiếng nhá. Rất là hot hòn hòn đấy. Mỗi lá đều tặng kèm hai bộ dây và vít vặn, các bác lưu ý. Rồi. Rồi lại về cái lá gì nữa đây? Sói à? À mặt sói. Mặt sói mà có chữ N ở đây thì em gọi là sói N nhá, sói N, các bác gọi là lá sói N giúp em nhá. Đấy cho nó dễ hình dung. Mà các bác ở trên video này nhiều bác không có Zalo thì các bác chỉ cần nói chữ sói, chữ N mô tả vậy là biết rồi. Mẫu này đẹp. Cực đẹp. Cắt dây các bác nha, cắt dây CNC cực đẹp. Ui giời ơi tuyệt vời. Đấy. Sói N này nó không lượn đầu chạc. Thôi em bán 170 thôi ha. Bán 170. Bán 170 đi. Đấy, có lượn đầu chạc thì chắc bán được hơn 10.000 ha. Đấy, nhưng mà có lượn đầu chạc thì chắc bán 180, nhưng mà đây không lượn đầu chạc thì thôi. Bán 170, 170 cho các bác luôn, chốt hạ đi. Đây. Nhá, rẻ quá. Này, sói này chả rẻ quá. Đấy, đẹp quá luôn này, em xếp đây này.
đẹp chưa? Đấy. Chạc 7.5 các bác nhá, chạc 7.5. Sói N. Đây. À, rồi. Em xếp hết lên đây. Cái mẫu nào đã giới thiệu. Còn đây là cái mẫu gì đây? À, mẫu này là mẫu mặt quỷ. Đấy, mẫu mặt quỷ mà mọi người vẫn biết đây, rất là nổi ha. À, nó có đính thêm một cái viên đá đỏ này như đá ruby nữa. Thì em gọi là ná mặt quỷ ruby đi ha. Gọi vậy đi cho nó dễ. Đấy. À, mặt quỷ ruby có lượn đầu trạc không? Có lượn đầu trạc, lượn rất đẹp. À, cắt đẹp không? Cắt rất đẹp. Đấy, cắt rất đẹp, không ba via. Ồ, rất tuyệt. Đỉnh đầu trạc rất ok. Quá đã. Cầm rất ok nhá. Ná này bán bao nhiêu nhỉ? 108 đi ha. Đính ngọc, đính mắt xanh đẹp này 180.000 mà có lượn đầu trạc luôn à? Ôi giời ơi. Cây này nếu các bác mua ở ngoài thị trường Việt Nam nhá, làm chuẩn chính, thì các bác cứ ít nhất phải giá 800.000 đổ lên. Đấy, em khẳng định là như thế, bởi vì không dễ gì làm được cây này. Đấy. Nhưng mà ở đây có 180.000 thôi, rẻ quá. Nhanh lên. Các bác nhanh tay, nhanh tay nhá. Nhanh tay liên hệ vào Zalo, nhắn tin địa chỉ, họ tên, số điện thoại để được chốt đơn các bác nhá. Các bác lưu ý như vậy. Đó, các em học sinh thì lưu ý là học sáng học chiều thì nhắn vào nhá. Em học sáng học chiều thì đấy, để biết đường mà giao hàng. Chứ còn các em học sinh thì đi học thì cái tỷ lệ nhận hàng thì nó khá thấp. Thì vậy các em phải nhắn thật kỹ nhá. Thì shop mới hỗ trợ mà chốt mà giao hàng được cho các em ha. Sẽ hướng dẫn quy trình đặt hàng và chốt hàng cho các em học sinh nhá. Đấy. À, cái này là cái gì đây? À, con gà trống. Này, con gà trống. Ở dưới có con rồng. À. Đấy, chà chà, rất đẹp nhá, đẹp. Cắt rất đẹp nha các bác nhá, cắt đẹp long lanh. À, cái lòng chạc là nửa bằng trắng hả? Đúng nửa bằng trắng cô đơn luôn rồi. Rồi ok, gà trống nhá. Em gọi là mẫu này là mẫu gà trống. Gà trống chạc 7.5. À, giá bao nhiêu ta? Có lượn đầu chạc không? Có lượn đầu chạc, lượn rất đẹp luôn đấy chứ. À, thôi bán 180 đi ha. À, 180. 180 mẫu này mới về, lượn đầu chạc 180. Cắt đẹp này 180 nhá, tặng kèm hai bộ dây vít vặn rồi. Đấy. À, mới về mà em bán vậy luôn cho các bác nhá. Đấy, các bác nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi nhiệt tình giúp em ha. À, ná này là gì đây? Đây có chữ B này, bờ bờ đây, bờ chữ bờ. À, ở đây là có con đại bàng à? Đúng rồi, cái này thì gọi là mẫu ná B đại bàng các bác nhá. B đại bàng, đại bàng B, các bác đọc ngược lại cũng được, hoặc là đại bàng bờ nhá, đại bàng bờ, bờ đại bàng. À, rồi tôi em không dám đọc cái chữ này vì tên này thì tên bờ, bờ uo i uo sắc bối, sắc bối. À, thôi không đọc cái chữ này. À, em sẽ đọc là chữ bờ nhá. Bờ đại bàng. Đấy, đại bàng là vua của bầu trời mà. Rồi ok. B đại bàng, bờ đại bàng các bác nhá. À, chạc 7.5. Chạc 7.5 có lượn đầu trạc không nhỉ? Có lượn đầu trạc. Rất đẹp, đẹp quá luôn ấy. Này, cắt dây nhá. Này, đại bàng rất sắc nét, không ba via. Đằng sau này cũng rất đẹp ha. Không vấn đề gì cả. Cũng như ná Việt Nam. Bo mài lại thì là như ná Việt Nam luôn nhá. Bác nào yêu cầu bo mài thì cứ nhắn vào, em bo mài cho. Em bo mài thủ công bao đẹp luôn. Đấy, em bo thủ công không bo CNC. Bo CNC thì nhìn có vẻ đẹp nhưng mà để nói về đẳng cấp cầm vào cây ná thì không bằng bo thủ công các bác nhá. Nếu mà bo để mà bắn thì các bác nên chọn bo thủ công. Còn nếu mà các bác bo để mà đẹp ấy, thì để mà ngắm, để mà nhìn ấy, thì các bác có thể chọn bo CNC. Nhưng mà chỗ em chỉ bo thủ công thôi. Đấy, em bo thủ công cho nó đẳng cấp, nhìn cũng rất là đẹp, không đẹp, không thua kém CNC, mà cầm vào ná thì chất chật nhá. Đấy, đại bàng B, B đại bàng, đại bàng B, gọi là B đại bàng đi. Đấy, cây nào như cây đấy, rất đẹp các bác nhá. Mấy mẫu này mới về đẹp lắm luôn, nó hầu như không xứt mẻ và không lỗi. Đó, một số các bác mua ná, mấy cái mẫu ná này trên thị trường ấy mà vớ phải một số cái xứt mẻ thì chắc rất tức, đúng không? Nhưng mà em sẽ ship cho các bác ná đẹp tương đối nhất trong lô này, yên tâm đi. Đó, hàng tới nơi được mở ra kiểm tra nhá. À, giá chỉ từ
bao nhiêu, 100 cho đến 180.000 đổ lại các bác nhá, 180.000 đổ lại. Ngoài ra bữa nay lại còn có cái thêm giới thiệu thêm cho các bác một cái mẫu ưng vương này nữa, ưng vương khiêng V3 nhá, ưng vương khiêng V3 chặt 7 này, em bán 120.000 thôi ha, 120.000 cũng rất đẹp như này đấy, rất đẹp nhá. Ngày trước mà chưa có mấy mẫu này thì trên thị trường cứ phải 700-800 các bác mới sở hữu được một cái cây ưng vương V3 khiêng này, bây giờ có 120.000 các bác thấy không, quá là rẻ luôn, mà inox đàng hoàng chứ đâu có phải là sắt đâu, đúng không? Đó, các bác nào muốn mua giá rẻ thì có nha, từ 100.000 inox giá rẻ nha, 100.000 cho đến 120.000 cho đến 150.000 đấy, có đủ ha. Thậm chí là có cả lái inox xả hàng 60.000 đấy, 80.000 có một cây inox nha. Rồi ok, ngoài ra bên em còn rất nhiều các cái mẫu ná khác nữa, nhiều lắm, nhưng mà video này em chỉ giới thiệu vậy thôi, các bác có thể xem lại những cái video trước đây em mới đăng nha, mới đăng nha. Còn ở đây này, ở đây em có bi sắt đấy, bán bi sắt đầy đủ nha. Bữa nay là em cầm điện thoại đi kho luôn cho các bác thấy thực tế đó, thấy không? Ở đây có hết nha, bi sắt này đấy. Bi sắt bên em sáng đẹp, bao cho các bác là sáng đẹp nha, đóng gói cẩn thận, không có nhầm cỡ bi gì hết ạ, đóng gói rất là cẩn thận rồi. Đó là các bác chốt là em gửi bi. Còn dây cao su, dây thun cao su thì có đủ cho các bác nhá, dây thun cao su là có đủ hết, nên bạn cứ yên tâm. Đấy, dây tròn, dây dẹp gì đấy có đầy đủ hết. Đây là mẫu dây tròn này nha, tròn đấy, có đầy đủ hết. Còn dây ná cột sẵn rồi, dây cắt theo mét, đầy đủ nhá, đầy đủ hết. Các phụ kiện như là hít bi 500, hít bi 500 này, để đây có ghi là vòng, đây giới thiệu cho các bác cái vòng cao su chống trơn này. Đấy, đây này, bên em có bán luôn nha, 10.000 có 3 cái thôi, 3 cái có 10.000, phải nói ngược lại như vậy đấy, không thôi nó lại trở thành giá cao mất. 3 cái 10.000 đấy. Mua về đeo vào ná là chống trơn trượt tay đấy, chống đầu tay đấy, có đầy đủ nha, có đầy đủ cho các bác. 500 hít bi nha, 500 hít bi loại gia công này thì các bác có thể hít được tầm nửa ký bi vào đây, là các bác hít thoải mái, hít rất mạnh nhá, hít được nhiều lắm, hít bi gia công này hít được nhiều đấy. Cái 500 hình bát quái, 500 đen này á, thì nó có cái bao da bên ngoài, rơi rất 500 nó không bị bể đó, nó có cái hay như vậy, nó hay hơn cái 500 gia công này. Giá em bán cho các bác đồng giá khoảng giữa tầm 45.000 một cái ha, 45.000. 500 bữa nay nó tăng giá kinh lắm đấy, 45.000 cái, có nhiều lắm đấy. Ngoài ra em còn có cả mũ ná này này đấy, phần sau em sẽ làm đẹp lên rồi em sẽ giới thiệu cho các bác nhá. Đó, có đấy, có nhiều mẫu lắm, ngoài ra em chưa giới thiệu hết đâu. Vòng dù đeo tay, video trước có giới thiệu rồi, bác nào có mua thì mua nhá, có mua thì mua, kho của em đây rất rộng này, giới thiệu các bác luôn. Đây, bi sắt nhá, bi sắt thì lần nào em cũng nhập khá đấy. Ví dụ như là 5-7 tấn gì đấy để sẵn trong kho mà có cái để bán cho các bác đấy, bi sắt thì có đấy. Thì bi sắt bây giờ giá sắt thép nó cũng tăng rất cao rồi, không có bán được giá thấp như năm ngoái. Giá thì các bác nào mua 5 cân thì giá 40.000 đồng trên cân nhá, 40.000 đồng trên cân, đấy giá thị trường thôi, giá em bán giá thị trường đó. Các bác nào mua thì các bác liên hệ vào diện ship, ship luôn nhá, ná dây bi. Còn nếu các bác mua lẻ dưới 5kg thì giá 45 các bác nhá, giá 45 đấy. Chứ bán bi sắt này đóng cực lắm, cũng không ăn thua, bán bi sắt này không ăn thua, tất cả mọi cái thì cũng sắt sàn sạt đấy, dây các thứ có cột sẵn theo yêu cầu nhá, cắt cột sẵn theo yêu cầu có luôn, có cho các bác nhá. Thun này, thun freestyle này, các cỡ dày mỏng có đầy đủ, cắt theo yêu cầu, thun theo mét nhá, thun latex, thun quỷ xanh có đủ nhá. Các bác cần gì các bác cứ liên hệ giúp em, các bác liên hệ đi, cứ inbox vào Zalo nhá, có đủ cho các bác. Đấy, chỉ cột này vẫn còn ít để tặng cho các bác. Đấy, đợt này thì cháy hàng kinh điển. Đấy, đây,
Củi xanh nhá. Củi xanh. Tất cả các thun em nhập thì cũng đều chính hãng hết, nên vậy không phải lo. Buôn bán uy tín, nhiệt tình cho các bác. Đấy. Ngoài ra còn có cả túi đeo các bác nhá. Túi đeo ha. Ngoài ra em còn có cả cái túi đeo chéo này, 80.000 cái các bác nhá. 80.000 cái túi đeo chéo này, rất là xịn sò luôn. Bao cho các bác dùng tốt nhá. Đựng điện thoại, đựng đi sắt đầy đủ hết. Còn có cả túi túi đeo đeo bụng này. Đeo bụng túi bao tử đây. Túi bao tử răng ri này 90.000 thôi nhá. Rất đẹp luôn này. Đó, các bác đeo trước bụng ha. Rất là tiện lợi, nhiều bác thích đeo trước bụng thì mua cái này, có 90.000 thôi. Đó, bên em còn bán nhiều thứ nữa lắm. Đó, ngoài ra bật lửa hút thuốc của các bác có nữa, đợt nào em có thời gian mới đăng được. Còn có cái túi to này nữa này. Túi to này bán 150 chưa ship nhá. Túi to này thì các bác túi này gần giống như kiểu túi của mấy cái lính đặc công đâu đấy. Đấy. Họ đeo đằng sau hoặc đằng trước đều được ha. Túi rất to, 150 thôi. Dàn ri nhá. Rất đẹp này. Các bác nào mua túi 150 này về đi du lịch đi. Cái này đi du lịch thì đẹp ha. Túi này túi đeo du lịch. Đựng nhiều đồ thì các bác dùng túi này, 150. Đó, rất là rẻ ha. Rồi. Ok các bác. Các bác tham quan sơ qua kho của em rồi. Đấy, ngoài ra còn nhiều lắm, em bán còn nhiều thứ lắm. Cu đi từ mùa hết. Mà thôi thời lượng thì có hạn, em cũng là rất là bận rộn đấy thì thôi em xin kết thúc video đây nhá. Một lần nữa xin chào, chúc các bác một ngày, một buổi tối vui vẻ đấy bên gia đình và người thân. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh cho shop Lợi Slingshot ngày càng phát triển các bác nhá. Đó, có cái gì hay hay, có cái gì mà giá tôn tốt, có cái gì ok là em lại đăng nha các bác. Đấy. Em đăng bây giờ gần giống như kiểu là em sẽ live stream vậy đó. Đó, em đăng cho các bác như vậy. Quay cho các bác thực tế như thế đây, cho nó dễ. Đấy. Thì các bác nào chốt thì các bác liên hệ vào nhá. Có gì thắc mắc thì các bác bình luận giúp em. Đó. Ná inox, ná hợp kim, các loại ná có đủ hết, ná vài chục có nhá. Các loại ná vài chục cũng có. Đấy. Bằng hợp kim, bằng inox có đủ. Đấy, các bác liên hệ vào số điện thoại ở trên tiêu đề video giúp nhá. Em đọc lại số điện thoại một lần nữa là 0902 980 193. Rồi một lần nữa xin chào tạm biệt tất cả các bác.